Thưa quý vị, khi đất nước đang chịu hậu quả nặng nề bởi dịch COVID-19, thì ở khắp mọi nơi trên cả nước đã ghi nhận rất nhiều nghĩa cử đẹp, những tấm lòng nhân ái, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và tại Đà Nẵng thì hưởng ứng lời kêu gọi chung tay phòng chống dịch COVID-19, đã có rất nhiều nhóm thiện nguyện và cá nhân chủ động đứng ra vận động quyên góp hoặc là bằng nguồn lực của mình để trao tặng cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. Chào ngày mới sáng nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những câu chuyện đẹp về những tấm lòng cao quý, chia sẻ tinh thần yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng đã và đang góp thêm niềm tin để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tại sân trường tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu, hơn 500kg gạo, 50 thùng nước uống, hàng chục thùng mì tôm, 80 lít dầu ăn cùng 20 lốc xì dầu và tiền mặt. Đây là những phần quà được các thầy cô giáo cùng các anh chị trong hội phụ huynh nhà trường tự quyên góp trong suốt thời gian qua, với mong muốn sẵn sàng chia sẻ khó khăn với những người tuyến đầu chống dịch. Khi thực hiện chương trình này, chúng tôi mong muốn rằng của ít lòng nhiều, chúng tôi chung tay cùng với toàn người dân thành phố Đà Nẵng để đẩy lùi dịch Covid. Trong quá trình vận động như thế, chúng tôi đã không những kêu gọi được cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường mà còn phụ huynh, những người đã đồng hành với chúng tôi trong suốt một năm học qua. Với mỗi phường xã trong giai đoạn này, vai trò của tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 là rất quan trọng. Họ luôn được huy động tổng lực 24/24 giờ để đảm bảo công tác phòng dịch đạt được hiệu quả cao nhất. Vì vậy, sự quan tâm động viên này đã tiếp thêm động lực giúp họ cố gắng đồng hành cùng các cấp các ngành của thành phố ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Trong cái tình hình dịch bệnh COVID diễn biến rất là phức tạp tại địa bàn thành phố Đà Nẵng của chúng ta, thì nhiều cái tổ chức cá nhân trên địa bàn phường cũng đã hướng về Đà Nẵng cũng như là phường Hòa Cường Bắc thân yêu để hỗ trợ rất là nhiều cái món quà tình nghĩa để mà chúng tôi đã kịp thời chuyển đến cho các cái lực lượng trên cái tuyến đầu thực hiện cái công tác phòng chống dịch. Mặc dù là cái công việc khó khăn như vậy, nhưng mà với những cái tấm lòng chia sẻ của các ban ngành đoàn thể, các mạnh thường quân cũng như các cái trường, thì chúng tôi cảm thấy ấm lòng và là nguồn động viên rất lớn cho cái tuyến đầu chống dịch. Dịch COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp khiến cho công tác phòng chống dịch vất vả hơn. Những nghĩa cử cao đẹp, những hành động thiết thực đã kịp thời làm vơi bớt phần nào những khó khăn của các đơn vị tham gia chống dịch, thắp lên tình chân ái, đoàn kết, niềm tin vượt qua đại dịch. Là phụ huynh có câu học ở đường Núi Thành cũng đóng góp một phần nho nhỏ mình để trong chống dịch của cho biết là bằng cách là đưa các phương tiện để chuyên chở hàng hóa để cho nhà trường phục vụ cho các anh em chiến sĩ để trực cách ly để đảm bảo đẩy lùi Covid. Chúng tôi muốn gửi đến một thông điệp rằng các anh chị hãy vững tâm để tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình. Còn hậu phương chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ một cách tốt nhất để đến các anh chị. Chưa bao giờ giữa thời bình mà tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái lại được nhắc đến nhiều như thời gian vừa qua. Và Đà Nẵng, Việt Nam đang là điểm sáng trong hoạt động hỗ trợ, tiếp sức mạnh để toàn dân chung sức, chung lòng, quyết tâm vượt qua giai đoạn quyết định này.